Rừng là hơi thở của cuộc sống, là nguồn sống xanh của con người. Những năm gần đây, nạn chặt phá rừng, săn bắt động vật hoang dã diễn ra ở mức báo động. Cháy rừng liên tiếp xảy ra vào mùa nắng nóng, khiến màu xanh của đại ngàn đang dần bị thu hẹp. Giờ đây, rất hiếm nghe tiếng chim hay tiếng côn trùng. Mùa hè vắng bóng ve sầu, rừng khan hiếm những cây thuốc quý, những loài hoa đẹp, những cây cổ thụ có giá trị. Tại các đô thị, thành phố hay những làng quê nông thôn, xưa kia vốn yên bình, giờ đây cũng nhuốm đầy khói bụi bởi các khu công nghiệp, nhà máy mọc lên. Cuộc sống của con người, môi trường, không khí đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu, hạn hán ngày càng khốc liệt. Bão lũ diễn ra liên tiếp khiến cuộc sống của người dân lao đao, khốn đốn, thiệt hại lớn về người và tài sản. Trước những thay đổi của cuộc sống, ông Đường Nguyên Thụy, một kỹ sư nông nghiệp về hưu, đã tình nguyện bỏ phố lên rừng để tìm kiếm những âm thanh của đại ngàn. Hôm nay đến đây thì phải nói rằng là có một cái rừng cây rất đẹp, rất là phong phú và là thật tâm mà nói. Tức là tôi là một người sinh ra từ cái miền rừng núi của huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh và là suốt một thời kỳ là lúc còn nhỏ thì ăn rồi là
chui lùi sinh sống trong rừng, cắn chăn trâu cắt cỏ, hái hoa bắt bướm, là cùng với tuổi một cái tuổi trẻ là sôi nổi ở rừng. Thế còn là thời kỳ đi bộ đội thì tôi lại là một cái người mà được sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, thành thử là lại càng thêm yêu rừng. Và hôm nay về ở vùng đất này thì tôi thấy là cần phải phục hồi lại rừng, do đó cho nên là tôi đã đưa rất là nhiều giống cây rừng bản địa của núi Hồng Lĩnh đến đấy để làm thế nào để tạo ra một cái sinh cảnh thật là xanh mát, và để là giúp cho những người mà có một cuộc người ta sống ở thị thành đông đúc và khói bụi nhiều thì vô đây là người ta cảm thấy như được sống lại cái cảnh thiên nhiên. Chính cái đó là cái mà tâm huyết của một cái cuộc đời và để làm đến cái rừng cây mà chúng ta đi hôm nay, để tôi có thể thực hiện được cái ý tưởng là tái tạo lại rừng và là cùng với cộng đồng bảo vệ cái môi trường rừng ngày càng là đẹp, ngày càng xanh hơn. Đến đấy tôi cảm thấy có một cái sự gắn bó, và chính cái nơi này là một thời kỳ nó đã bị hoang mạc là do là sinh sống của cộng đồng, nhưng mà là nhờ đến nay thì về đấy cây cối nó cũng bị tàn phá nhiều, thì đành phải là chấp nhận vào lại rừng, rồi là phải đi đào, đi di thực những cái cây ở trong rừng về, nhất là những cây dược liệu, bởi vì là con người Việt Nam thì sử dụng rất nhiều dược liệu tự nhiên, thì về đấy tạo thành một cái tập hợp để làm gì? Thứ nhất tức là tạo ra một cái khối lượng dược liệu có thể hỗ trợ cộng đồng, nhưng mà vấn đề quan trọng tức là để cho mọi người thấy rằng là cần phải bảo tồn, rồi trồng, rồi là thu hái, rồi là chế biến dược liệu thành những cái thứ có ích giúp cho cộng đồng. Thì phải nói rằng là không phải dễ dàng, rừng núi thì rừng thì cao, suối thì sâu và đá thì nhiều, lại phải thời tiết nóng nực khô khăn, thì việc trồng trọt được trồng đường cây dược liệu như ở đấy là không phải dễ dàng gì. Thì được sự đồng viên cổ vũ của các anh ở địa phương, thì tôi khi nào thì cả tôi cảm thấy rằng là mình rất là tin tưởng, và là khi càng yếu rừng thì người ta muốn trở về với rừng, muốn sống còn cuộc đời với rừng, làm thế nào cho nó là có một cuộc đời là thoải mái, thanh thản, tươi mát cùng với rừng xanh. Cuộc đời thì là bảy nồi ba chim, vâng ạ, cũng đã từng được là ở thủ đô, cũng được ở những thành phố lớn, nhưng mà càng về sau thì tôi thấy rằng là cái cuộc sống ở thành phố nó có những cái khó khăn, nó còn cái vất vả bởi vì ô nhiễm khói bụi, ồn ào, tiếng ồn này khác. Thành thử là khi mà quay trở về rừng tôi cảm thấy có một sự thanh thản, và chính cái đó là cái mà lối cuốn tôi, đưa tôi về với rừng, nhất là về rừng Xuân Viên chúng ta. Trong thời gian gần đây thì tỷ lệ phát triển công nghiệp đô thị nó cũng phát triển tương đối nhanh, đặc biệt trên địa bàn Xuân Viên chúng tôi cũng vậy. Xây dựng nông thôn mới kết hợp với kêu gọi đầu tư công nghiệp thì cái ảnh hưởng của về môi trường đối với xây dựng công nghiệp cũng thể thanh khỏi. Bên cạnh đó thì để khắc phục cái tình trạng đó thì chúng tôi cũng kêu gọi là các cái dự án đầu tư về sinh thái để tăng cường cái công tác bảo vệ môi trường. Ở xã thì chúng tôi quy hoạch là ở ruộng đập trồng trài với diện tích là hơn 9 hectare để sử dụng vào mục đích du lịch sinh thái. Hiện nay thì trên địa bàn xã đã có cái khu du lịch sinh thái nhà vườn nước đường. Hiện trong quá trình xây dựng thì tạo lên được từng bước khôi phục được cái cảnh đẹp thiên nhiên hiện có trước đây. Và bây giờ thì quá trình xây dựng thì họ làm phải nói là tương đối bài bản, và hiện nay cảnh đẹp kết hợp với đó thì tạo cái điểm du lịch cho bà con thập phương đến du lịch hàng năm.
đặc biệt là trong các dịp mùa hè, ngày lễ ngày Tết thì du khách về thập phương tìm đông. Đây là một cái nhà vườn góp phần tạo nên cái môi trường sinh thái, làm đảm bảo cái môi trường trong quá trình đô thị hóa ngày càng tăng lên. Bằng tình yêu thiên nhiên, ông Thụy luôn đau đáu phủ xanh đất trống, đồi chọc, lưu giữ những gen quý hiếm từ cây rừng, tìm kiếm hơi thở cho cuộc sống vốn đang dần mất đi. Ông Thụy lặn lội khắp nơi, kể cả chốn rừng thiêng, nước độc để tìm kiếm, lưu giữ. Sau gần 10 năm miệt mài, đến nay, khu rừng sinh thái của ông đã xanh tốt với hàng trăm loài thực vật quý hiếm, trở thành vườn sinh học cho biết bao lớp lớp học sinh, sinh viên nghiên cứu và học tập. Giờ đây, không những đem lại vẻ đẹp sinh thái, khí hậu ôn hòa tại vùng quê gió Lào cát bỏng, mà rừng sinh thái của ông Thụy còn là nơi thu hút khách du lịch đến tham quan, tận hưởng không khí trong lành, mát dịu trong những ngày hè. Từ khi có khu vườn sinh thái, ông Thụy sống và gắn bó với nơi đây, chăm bẵm từng gốc cây và từ biệt nơi phồn hoa, phú thị. Trong cuộc mưu sinh thì cả nhà là tiến về đô thị theo con đường là đô thị hóa để làm ăn. Thì chính cái quá trình làm ăn như thế thì mình nhận thức thấy rằng là giả như mình được về sống với thiên nhiên thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Nhất là một cái người mà thích là rừng xanh, thích chim muông, thích cây cảnh thì mình cảm thấy cái rừng, đến với rừng là điều rất quý. Một thời gian dài, cả gia đình và bản thân tôi, tức là đã công tác và ở sinh sống ở đô thị phố phường, thì là liên tục phải chịu áp lực, tiếng ồn, rồi khói bụi, rồi là người đi kẻ lại, chật chội, đi lại rất là khó khăn. Thì nhiều lần nằm nghỉ rằng là phải quay về rừng thôi. Và đến nay tôi đã gần là được tròn vẹn theo cái mà về cuối đời tôi đã gần được tròn vẹn theo cái ý thích của mình là quay trở lại với rừng và làm với rừng. Do đó cho nên nếu một ai đó mà hỏi tôi rằng là tại sao anh lại đến với rừng, thì tôi bảo là đời tôi là với cây rừng, với muông thú, với đa dạng sinh học là như kiểu như là một cái nghiệp. Và hôm nay đến với đấy thì tôi cảm thấy rất là thoải mái. Cũng muốn là coi như là sưu tập nó về để là coi như là tạo ra một cái vườn nó gọi là đa dạng với thực vật. Thì cả con thì trước thì cũng ủng hộ bởi vì là thấy bố là vất vả quá. Thì nhưng mà sau thấy là bố thì cái quyết tâm làm thì cả con sau dần dần thì cũng thôi thì là ủng hộ cùng với bố là xây dựng nên cái vườn cho riêng của bố. Sinh ra và lớn lên ở làng quê Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, tuổi thơ của ông gắn bó mật thiết với rừng. Năm 1971, ông học kỹ sư nông nghiệp. Năm 1974, vừa tốt nghiệp xong đã tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau 4 năm kháng chiến trở về, năm 1975, ông công tác tại Sở Nông nghiệp Hà Tĩnh. Năm 1991, ông chuyển sang làm việc tại Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Hà Tĩnh. Năm 2007, ông về hưu và gắn bó với rừng. Suốt nhiều năm qua, ông Thụy đã chứng kiến những thay đổi về môi trường khí hậu làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
ông miệt mài nghiên cứu để cố vớt vát, níu giữ màu xanh cho đại ngàn, giúp cuộc sống của người dân bớt đi phần khắc nghiệt do thiên tai. Ông Thụy đã quyết tâm tìm tòi để lưu giữ rất nhiều loài cây trong rừng sâu và du nhập nhiều giống cây từ nơi khác để trồng dưới chân núi Hồng Lĩnh. Ông dùng hết số tiền tích góp của mình để xây dựng nên khu sinh thái. Lúc này, vợ và hai con trai của ông đều không ủng hộ. Thế nhưng, bằng đam mê, chăn trở, ông đã bỏ phố lên rừng để sinh sống, tái tạo rừng. Đến nay, khu sinh thái của ông đã xanh tốt với đa dạng sinh học, là nơi trú ngụ cho nhiều động vật hoang dã, trở thành điểm đến tham quan, học tập cho nhiều thế hệ. Bây giờ mời các bạn chúng ta cùng lên rừng. Đường này là cái đoạn đường mà chúng ta sẽ trèo lên cái núi Hồng Lĩnh. Núi Hồng Lĩnh thì quê mình rất quen thuộc, nhưng mà chắc chắn có nhiều vấn đề mà chúng ta cũng cần phải nghiên cứu và học tập, suy nghĩ và học tập. Cái đá này là đá núi Hồng Lĩnh. Đá núi Hồng Lĩnh nên nó khác với các cái vùng khác là toàn là một loại là granite, một loại đá rất là cứng. Xa trên này là núi Hồng Lĩnh. Chắc là các bạn đã biết đấy là đuôi núi Hồ Bo của Xuân Viên chúng ta. Nào chúng ta cùng vào khu du lịch Đức Đường. Ở đây là sau một thời gian dài xây dựng thì và là bác đã sưu tập về đây là rất là nhiều loài cây dược liệu, trong đó có khoảng 30 cây dược liệu mà hiện nay là người dân và cộng đồng đang khai thác, cũng giống như là các cái dược liệu mà để là đưa vào nhà máy chế biến các cái thuốc là thảo dược. Thì hiện tại thì phía chúng ta đây là cả một cái vùng là bảo tồn các cái loài cây dược liệu đó. Đơn giản nhất là sim mua này cũng là cây dược liệu, rồi đằng kia chúng ta có cái mùng truống, rồi dưới góc này là chúng ta có cây là che vàng, cây là dạo cổ lam, rồi cây ca gai leo. Thì tất cả những cái loài dược liệu này rất là quý đối với người Việt từ ngàn đời nay, và trong cái công nghệ mới thì có nhiều cái công nghệ có thể chiết xuất được ra các cái dược liệu mà nó rất là quý. Mời các bạn đi ta xem các cái loài cây ăn quả mà đã sưu tập ở đấy. Cây đầu tiên là chúng ta biết, tức là cây này là cây người Hà Tĩnh thì gọi là cây sang moi. Cây sang moi này là cây bản địa, cây nó có cái gốc ở cái núi Hồng Lĩnh chúng ta. Cái cây này là có thể quả nó ăn rất là ngọt, hơi chua và ngọt. Nó có rất là nhiều màu. Đầu tiên là khi bắt đầu lớn lên nó có màu trắng, sang nó chuyển sang xanh, xanh xong rồi quay ra trắng, rồi lên hồng, rồi mới đến là đỏ. Thành thử cũng có vùng người ta gọi là cây bảy mau, cũng có vùng người ta gọi là cây trúc moi. Thì đây là một loài cây bản địa của núi Hồng Lĩnh chúng ta. Nào mời chúng ta đi tiếp. Chúng ta đi đến đằng kia. Nó là cái gốc cây người Hà Tĩnh thì gọi là cây mông muông, nhưng mà nó thuộc họ cha la. Cây này là một cây ăn quả của cái vùng rừng Hồng Lĩnh. Là từ lâu nay thì người dân là ở đây là người ta vẫn lấy cái quả này. Quả này thì có thể ăn được khi đang non hoặc là chín. Khi đang non thì người ta mang về luộc ăn cái quả non rất là ngon. Trong cái nhóm cây ăn quả, các cái quả ăn được thì cây này là cũng là một cái cây mà người dân thường hay ăn, hay sử dụng. Thì nó tên địa phương của chúng ta gọi là cây muông muông, cây muông. Nhưng mà nó thuộc họ cha la. Cây muông của chúng ta thì cái họ cha la, nhưng mà cha la ở đây thì nó sẽ nhỏ cây hơn ở cái châu Phi, quả nó bé hơn. Nhưng mà ăn thì ngon hơn.
vì là khi mà đang xanh thì người ta mang về luộc, khi đang non thì người ta rút cả cái bắp ăn rất là ngon, khi xanh thì người ta mang luộc và khi chín thì ăn rất là ngọt, ăn vỏ rất là ngọt. Ở đây thì cái cây này nó cũng nhiều mà thành thử là có những vùng người ta đào nguồn luôn cái gốc này và ăn ngon hơn cái mầm trong cái thân cây dưa. Người ta gọi là nọn dưa thì không ngon bằng nọn chà la, vì nọn chà la nó ngọt và béo hơn. Thế thì trong đa dạng sinh học thì cây này quả nó giúp cho cả cái loài chim ăn được, cả cái loài côn trùng, và thậm chí ngày xưa thì con gấu nó cũng rất hay ăn con này, cây này. Do đó cho nên là người ta vẫn tìm, người ta vẫn khi người ta săn gấu, người ta vẫn bới ra và nhìn thấy những con gấu đang ngồi nhặt cái quả chà la này ăn, quả muông này ăn. Cái thứ hai nữa là nó cũng là một nằm trong một cái mắt xích để tạo ra cái chuỗi thức ăn trong đa dạng sinh học. Chính là côn trùng ăn cái này thì con chim ăn côn trùng. Con chim ăn côn trùng thì là các động vật lớn hơn lại ăn chim. Nó là một loài cây bản địa, và cây bản địa nên nó có ý nghĩa rất tốt trong bảo vệ đa dạng sinh học cho rừng Hồng Lĩnh. Ở đây cháu cảm thấy rất là vui, tại vì là vào mỗi giờ sinh học mà chúng em được ra đây và tham quan thì là em được biết thêm rất là nhiều những cái loài cây, ví dụ như là cây ăn quả, cây thảo dược như cây sim chẳng hạn. Thì có những cái loài cây mà chúng em trước giờ chỉ có thể được nhìn thấy ở trong sách vở thôi, nhưng mà vào những cái dịp như thế này thì chúng em được nhìn thấy nó tận mắt. Và qua những cái việc mà tham khảo thực tế như thế thì chúng em cảm thấy là chúng em đã trở nên yêu môi trường hơn, và cảm giác là những cái cây xanh xung quanh mình nó bỗng nhiên, nó bình thường thì nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà bây giờ thì cảm giác nó rất chi là quan trọng trong cái cuộc sống, và nó góp một phần nào đấy không lớn nhưng mà nó rất là quan trọng cho những cái việc như là bảo vệ môi trường và tránh những cái tác hại xung quanh. Ví dụ như là vừa rồi thì ở miền Trung chúng ta có những cái đợt lũ rất là lớn, thì đấy, qua những cái việc đấy chúng ta sẽ dần cảm giác rằng là chúng ta nên yêu cây xanh nhiều hơn, bảo vệ môi trường nhiều hơn, để mà cuộc sống của con người chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn. Đến khu vườn sinh thái của ông Thụy, chúng ta như lạc vào một thế giới với bạt ngàn cây xanh và âm thanh của đại ngàn. Chúng ta có thể bắt gặp sự sống của muôn loài, những động vật hoang dã về trú ngụ. Khu sinh thái của ông Thụy gần 12 hecta, nằm ẩn mình dưới chân núi Hồng Lĩnh, tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Là nơi hội tụ nhiều cây xanh quý hiếm, là điểm tham quan, nghiên cứu học tập của du khách trong nước và quốc tế. Ông Đường Nguyên Thụy đã tìm kiếm những loài cây thảo dược để lưu giữ, bảo tồn, chăm sóc, duy trì những loài cây có trong thiên nhiên. Hàng ngày, ông chăm bẵm cho từng loài cây. Chè điềm trúc, tre cần được ông đưa về trồng. Đến nay, vừa tạo cảnh quan, vừa chống sói lở. Hoa vàng anh sắc vàng rực rỡ, mọc đan xen trên những tảng đá lớn nhỏ. Hoa sói xanh ngắt một màu, dùng để uống trà. Rất nhiều cây dược liệu quý có trong vườn như cây đỏ ngọn, cây chám, cà gai leo, rào cổ lam, chè dây, chè vàng. Đặc biệt là cây sim được ông đem về, trồng vừa cho quả, vừa tạo cảnh quan đẹp trong sân vườn. Cây sim là một dược liệu quý, rễ, lá và quả sim có thể dùng làm thuốc trị tiêu chảy, đau đầu kinh niên, băng huyết, đau nhức, phong thấp. Ngoài cây thảo dược, khu vườn sinh thái của ông Thụy còn có rất nhiều cây ăn quả
như cây dâu da, hồng, nhãn, mít, bơ, xoài. Dâu da là loại quả đặc sản thường có ở vùng núi, hiện được ưa chuộng ở khắp mọi nơi bởi hương vị thơm ngon và hình dáng quả lạ mắt. Không chỉ lấy quả ăn cho nhiều dinh dưỡng mà cây dâu da đất còn cho bóng mát và giữ đất khá tốt. Các giống hoa ông Thụy sưu tầm và nhân giống thì nhau đua sắc. Hoa cánh bướm vàng rực một khoảng trời, hoa ngải tiên tiên, cây ươi quả đỏ, tạo nên một vẻ đẹp sinh thái hấp dẫn, là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá cần được bảo vệ và chăm sóc. Nhờ có nhà vườn Đức Đường đây mà đã tạo ra một cái khu vừa là du lịch vừa nghỉ ngơi, nhưng đó là một môi trường học tập hết sức lý tưởng. Đấy, các ông đã ông Hoàng Nguyễn Thụy đã sưu tập, có dày công sưu tập các loài cây giống cây, cây ăn quả, cây hoa và các loại cây cảnh cũng như là nhiều loại cây quý hiếm khác. Và về đây thì nhờ đó mà chúng tôi đã có một cái môi trường cho các cháu là tham quan, học tập và trải nghiệm. Đấy. Cho nên là nhờ đó mà các cháu sẽ biết được và hiểu hơn được cái tầm quan trọng về cái giá trị về bảo vệ môi trường. Vậy nói về ông Thụy thì ta phải nói là một nhà khoa học. Ông ấy là ngoài cái kiến thức du lịch ra, ông ấy có cái kiến thức về khoa học nông nghiệp. Hiện nay thì trên địa bàn Xuân Viên, trong cái trên núi Hồng Lĩnh ấy, là có rất nhiều loài là thảo dược quý. Thì ông Thùy là thường là tìm tòi về đưa về nhân tại là trung trang trại của ông đó. Hiện nay thì cũng rất nhiều loài thảo dược quý đã được ông Đường Nguyên Thủy đưa về trồng và hiện nay là cũng đã bắt đầu là có cái kết quả tương đối tốt rồi. Thứ hai nữa là ngoài cái việc thảo dược quý thì tất cả các cái loài mà cây ăn quả quý ở khắp nơi ông ta cũng du nhập về. Trong đó là đặc biệt có các cái loài sản phẩm là phù hợp với cây ăn quả, phù hợp với cái thổ nhưỡng đất đó, là ông Thùy là cũng trồng rất nhiều. Và cái trường hợp đó thì vừa coi như là để tạo cái môi trường sinh thái, vừa là cũng có tăng thêm cái thu nhập cho trang trại của ông Thùy. Rồi bên cạnh đó thì ngoài không những là làm trong cái trang trại thì ông ta tiếp tục là hướng dẫn bà con nhân dân ở xung quanh cùng trang trại của ông Thùy, đồng hành cùng ông Thùy là cùng trồng những loài cây đó để tạo cái tăng thêm cái không khí trong lành để bảo vệ cái môi trường sinh thái trên địa bàn. Không những đem lại màu xanh cho cuộc sống, ông Thụy còn giúp người dân địa phương có nhiều cây thuốc quý để chữa bệnh. Hễ có bệnh gì, người dân lại đến khu sinh thái của ông để hái lá thuốc về sắc uống. Khu sinh thái của ông Thụy trở thành mái nhà chung cho mọi người. Nói đến bác Đường Nguyên Thủy thì chắc hẳn người dân ở xã Xuân Viên chúng tôi nói chung và đơn vị xã thôn Lam Viên nói riêng thì rất biết ơn bác. Bác về đây với một cái tâm huyết yêu thiên nhiên, nhưng bác về đây thì bác đã mang đến cho đất ở chúng khu vực này nhiều cái giống cây, ngoài những cái giống hoa rồi quả lạ thì bác còn mang nhiều cái giống cây dược liệu quý giá mang về đây để không những đáp ứng cái sự yêu thiên nhiên đối với của bác mà là còn là giúp ích cho người địa phương. Nào là bác là mang những cái giống cây dược liệu quý để mang lại cái sức khỏe cho cộng đồng, như một số cây như cây chè đắng này, cây ngại cứu, rồi một số cây dược liệu quý giá mà bác tôn tạo được ở cái vùng đất dãy núi Hồng Lĩnh này. Sau gần 10 năm nghiên cứu, gắn bó với rừng, ông Thụy rời xa phố thị. Cuộc sống của ông dưới chân núi Hồng Lĩnh đã rộn ràng hoa thơm, cỏ lạ. Những đàn cò bắt đầu về quy tụ. Cuộc sống như được hồi sinh sau những vất vả mà ông đã dày công đóng góp. Giờ đây, khu nhà vườn của ông Thụy đã trở thành lá phổi xanh, giúp cuộc sống có thêm không khí trong lành, là điểm đến tham quan học tập của rất nhiều thế hệ học sinh.